Hamas lên tiếng về đề xuất ngừng bắn mới của Israel do Mỹ đề xuất. Lực lượng Hamas đã đưa ra tuyên bố phản hồi về đề xuất mới của Israel liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31 tháng 5 đã thông báo về đề xuất này. Tờ Tam ốc Israel đưa tin Hamas cùng ngày 31 tháng 5 khẳng định lực lượng này có quan điểm tích cực về đề xuất. Hamas đặc biệt nhắc đến lời kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn của nhà lãnh đạo Mỹ việc lực lượng israel rút khỏi giải gaza tái thiết gaza và trao đổi tù nhân lực lượng này vạch rõ phong trào khẳng định quan điểm sẵn sàng giải quyết tích cực và mang tính xây dựng với bất kỳ đề xuất nào dựa trên lệnh ngừng bắn vĩnh viễn rút quân hoàn toàn khỏi gaza tái thiết giải đất này đưa những người phải di dời trở lại nơi ở và hoàn thành một thỏa thuận trao đổi tù nhân nghiêm túc Hamas bổ sung rằng họ nhận thấy tiến triển trong các cuộc đàm phán và cam kết của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza là kết quả của kiên định và phản kháng dũng cảm của những người dân đang gặp khó khăn. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, chính phủ Israel nhất trí và mong muốn con tin của Israel được trao trả càng sớm càng tốt và đang nỗ lực để đạt được mục tiêu này thủ tướng đã ủy quyền cho nhóm đàm phán israel trình bày kế hoạch đồng thời nhấn mạnh rằng xung đột sẽ không kết thúc cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu bao gồm việc trao trả tất cả con tin israel và tiêu diệt thành viên quân sự cũng như năng lực quản lý của hamas đề xuất ngừng bắn mới của israel gồm ba giai đoạn giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài sáu tuần bao gồm lệnh ngừng bắn đầy đủ và trọn vẹn lực lượng Israel rút khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza và thả một số con tin Israel, bao gồm cả phụ nữ, người cao tuổi, người bị thương để đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân Palestine. Tổng thống Biden nói thêm rằng trong giai đoạn này, người dân Palestine sẽ trở về nhà ở toàn bộ Gaza, trong khi hỗ trợ nhân đạo sẽ tăng lên 600 xe tải, ngày chở hàng viện trợ vào Gaza. Trong giai đoạn thứ hai, Hamas và Israel sẽ đàm phán các điều khoản nhằm chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch tổng thống biden khẳng định lệnh ngừng bắn sẽ vẫn được duy trì chừng nào tiến trình đàm phán còn tiếp diễn giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm kế hoạch tái thiết lớn dành cho gaza theo ông biden đề xuất này đã được qatar chuyển tới Hamas tổng thống biden bổ sung rằng washington sẽ hợp tác với các đối tác để xây dựng lại nhà cửa trường học và bệnh viện ở gaza Nơi xung đột đã khiến gần 2,3 triệu dân phải di dời và gây ra nạn đói trên diện rộng. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản, cảm ơn bạn đã theo dõi.